Xuất khẩu hàng hóa là một trong những điểm sáng kinh tế của Đà Nẵng trong 9 tháng qua, khi đạt kim ngạch hơn 1,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Cán cân thương mại tại Đà Nẵng duy trì đà xuất siêu liên tục trong những tháng đầu năm và đạt mức thặng dư 515 triệu đô la Mỹ. Thích ứng nhanh, chủ động tìm cơ hội trong biến động thị trường và tận dụng các hiệp định thương mại, doanh nghiệp xuất khẩu của Đà Nẵng đã và đang là những hạt nhân trong bức tranh kinh tế thành phố 9 tháng qua. Chia sẻ với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố trong chuyến thăm doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam vừa qua, đại diện công ty cổ phần thủy sản và thương mại Thuận Phước cho hay, trong bối cảnh dịch bệnh và lạm phát toàn cầu, nhưng trong 2 năm qua, đơn hàng của công ty không hề bị giảm sút. Điểm thuận lợi cho doanh nghiệp là Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc và nhiều thị trường xuất khẩu tại châu Á đều là đối tác trong các hiệp định thương mại tự do EFTA mà Việt Nam tham gia. Chính vì vậy, các ưu đãi về thuế quan, thuận lợi hóa thương mại đã hỗ trợ rất nhiều cho doanh nghiệp phục hồi và phát triển khi biết tận dụng cơ hội. Quan trọng nhất, doanh nghiệp đã giữ chân được người lao động để duy trì sản lượng hàng hóa xuất khẩu ngay cả trong thời điểm dịch bệnh. Thì những cái chính sách của từ trung ương đến địa phương là hỗ trợ cho người lao động cũng rất là nhiều. Doanh nghiệp đã có những một cái lực lượng lao động ổn định kéo họ về được với doanh nghiệp và thực hiện được những cái đơn hàng còn lại của năm 2021 và ký tiếp những cái đơn hàng năm 2022, đã giúp cho chúng tôi là 9 tháng là đạt được một cái doanh số xuất khẩu là 106 triệu đô và có khả năng là cũng hoàn thành kế hoạch là từ 103 đến 104 triệu đô. Đại diện công ty cổ phần dệt may 29 tháng 3 cho biết, nửa đầu năm 2022, xuất khẩu dệt may tăng trưởng tương đối tốt. Tuy vậy, bước vào quý 3 năm 2022, thị trường bắt đầu có dấu hiệu sụt giảm đơn hàng rõ rệt. Nguyên nhân là các thị trường lớn là Mỹ và EU, lạm phát cao khiến người dân giảm chi tiêu đáng kể, trong đó may mặc là mặt hàng được cắt giảm chi tiêu nhiều. Ngoài ra, các thị trường là đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam như Trung Quốc, Nhật Bản vẫn đang áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt chống COVID-19, ảnh hưởng không nhỏ đến chuỗi cung ứng, nguyên phụ liệu và tiêu thụ sản phẩm dệt may của Việt Nam. Nhưng bằng nhiều cách làm khác nhau, doanh nghiệp đã cố gắng linh hoạt thích ứng, không để đứt gãy chuỗi sản xuất, tiêu thụ. Thì hiện nay thì 29 tháng 3 nói chung trong năm nay thì có tăng trưởng hơn năm vừa rồi, xuất khẩu có tốt hơn, nhưng mà nói như thế, nhưng mà quý 3 và quý 4 vẫn còn đương là khó khăn, chúng tôi cũng phải đi tìm thêm hàng hóa để đảm bảo sản xuất trong những tháng đầu năm, chứ từ nay đến cuối năm thì có thể tương đối là ổn định. Với công ty cổ phần cao su Đà Nẵng, đơn vị đã tạo được kỳ tích trong 3 năm 2020-2021-2022. Kỳ tích bởi vì trong hoàn cảnh quá khó khăn, nhưng hiệu quả sản xuất kinh doanh không bị sụt giảm mà tăng cả về sản lượng, doanh thu, tỷ suất, lợi nhuận, thu nhập của người lao động. Riêng năm 2021, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu trên 40%, doanh thu đạt 4.700 tỷ đồng. Nhịp tăng trưởng tiếp tục duy trì trong 9 tháng đầu năm 2022. Thì cái thị trường xuất khẩu nó tăng khoảng tầm 25%. Bình quân mỗi một tháng trước đây DDC chỉ xuất khẩu khoảng tầm 5 đến 6 triệu. Bây giờ là có tháng đạt 13 triệu. Bình quân lại thì 10 đến 12 triệu một tháng. Tổng kim ngạch xuất khẩu của DDC cho tới thời điểm hiện tại trong 9 tháng đầu năm thì cũng khoảng sắp xỉ 90 triệu đô. Và dự kiến rằng trong năm này thì DDC sẽ vượt cái chỉ tiêu xuất khẩu, đặc biệt là tất cả các thị trường mà đang là thế mạnh của DDC. Hiện tại các doanh nghiệp đang chuẩn bị cho mùa cao điểm mua sắm cuối năm để đẩy mạnh xuất khẩu về đích trước mục tiêu. Tuy nhiên, vấn đề tăng tỷ giá và lãi suất ngân hàng đang làm cho chi phí đầu vào của các doanh nghiệp tăng theo, tạo áp lực lên giá thành sản phẩm, trực tiếp kéo giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp.